doing? Oh, Kevin. Hi, Kevin. Bà giống mình luôn. Này là hai cha con mặt nè. Anh em rồi. What? 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 Kevin. How you doing? I'm good. Bye. You good? Nope. Yeah, bye. Hello cô chú anh chị và các bạn, đây là cái hồ Community Center ở khu của Steven sống. Thì weekend thì thường thường dẫn mấy đứa nhỏ ra đây chơi. Bữa nay ngày lễ July 4, tối nay có đốt pháo nữa, rồi bây giờ tắm trước đi tính sao, tối đốt pháo rồi đi xem đốt pháo xem. Bữa nay có con nhỏ em ở dưới kia nó dẫn con nó lên đây chơi luôn nè. Hai mẹ. Hello mọi người. Đây nhỏ con nè, Devi. Chờ bơi cũng dỗ rồi kìa. Sắp biết bơi rồi. Sắp biết bơi rồi. Sắp biết bơi rồi. Rồi cũng dỗ quá kìa. Bơi được rồi đó. Ừ. Đi, bơi lăng lăng coi. Trời ơi, tấm nghĩ là nó biết bơi, tự động biết bơi, mấy đứa nhỏ vậy á, bơi cho tụi con nghe. Bơi ra xa đi đi. Đó, bơi ra bên kia, bơi ra bên kia được không? Keep going. It's a good move. Like underwater. Yeah. Cho đi tắm giếng đi biết bơi á. Ừ. Lên rủ Kevin có đi không? Nó đi, đi dẫn đi luôn. Dì hai đâu Kevin? Dì hai ham chơi game rồi. Wow. Good. Ừ, giỏi rồi. Ừ. Đạp không có tóc nha. Bỏ hai cái này tóc xanh lên là chạy tóc. Bây giờ được rồi hả? Chị không thả. Không lặng à? It got cold and now I'm warm. I want to ride the slide. Này cây vịnh nhiều tuổi hành mình. Tháng 11 ngày lên 13. À, 13 cũng rồi. Yeah, già rồi. Già quá rồi. Đừng quay em nhé. Too late. Ở phía bên kia thì nó có cái slide cho mấy đứa bé đứa nhỏ, bên đây cái slide cho người lớn mà nó bên nó maintenance nó chưa có mở lên. Bên kia cho mấy đứa nhỏ tắm. Buổi sáng á từ 11 giờ tới 4 giờ nó có con nhỏ kia nó ngồi đó. Với tụi này nó phải trả tiền cho con nhỏ nó ngồi nó canh giống như live go á. Còn buổi chiều mà giống như cha mẹ mà cho con mình vô đó thì phải có người canh. Wow! Mika! 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 Chú ghế kìa, anh ghế kìa. Nắng quá. Mắt mở mắt lên. Catch up. Hello, cô chú anh chị.
đi bơi có giỏi không? Quay đâu quay đó kia. Mấy nay nhỏ nó bơi mà ngày mình chạy theo muốn xỉu luôn. Thiệt tình. Bữa nay mà nước luôn á. Ok, bye cô chú anh chị và các bạn, tối nay đi đốt pháo tiếp nha. Bye mén, bye phước. Bữa nào lên lên bye lên bay trước. Bye bye, bye Vi. Bye bye. Oh, lấy hết đồ chưa? Rồi. The weekend come up here. The weekend lên đi bay bay gì đâu? Pizza? You order pizza? Ah, sexy. You on camera? Oh, six pack, man. Six pack, man. Cái six pack không? No. Yeah, man. Tới đây một phát. Ở ngoài nè, bà con tắm hồi nãy đầy người cho về về hết trơn nè. Mình còn đứng đây. Chỉ còn trong cái party bên kia. Bà này thấy nó trồng mấy cái cây cọ này nhiều chứ không? Trồng dừa ở dưới Phật La Đèo, nó trồng dừa không? Dừa ở dưới đây, đây đi trồng dừa không được, biết sao? Lỡ nó có trái nó cũng xuống trúng người ta cái làm biết cha luôn. Ờ, trồng dừa đó mà nó tới cái mùa gần khô á, nó lại năn nỉ mấy tụi kia lại hái đem kêu, đi. Nó kêu người lại hái hoặc năn nỉ mấy cái thằng ấy chạy ngang. Nó cho free lên. Ừ. Lại hái đem gì bán. Ừ. Cái ông kia chở xe van nhìn chở xe xe nhìn mà thương chiếc xe thiệt thiệt luôn. Ở đây dám trồng đi, lỡ trồng lại có trái lên là bà con đi tắm rớt đụng cái đền bạc chịu quá. Bởi vì nó trồng cây cọ là đúng không? Không à, chứ nó không có trồng cây dừa. Yeah, nó trồng mấy cây palm tree nè. Mà dừa ở đây nó cũng tốt đó. Ừ. Yeah. Ok, tí cầm kia nha. Rồi. Gì? We Uber eat pizza. Uber eat? Where you have to Uber eat pizza? You can go there and order, pick it up. But longer, man. And you see, save $5, man. $5. Go there and pick up yourself. You give $5 to the Uber eat pizza? Yeah, because you Uber eat, they didn't have to pay for delivery. Mở cửa cho nó mát nữa. Tí nữa đi coi đốt pháo không? I don't like it, man. It's too loud. Hmm? It's good. Fireworks. Oh, chơi boombox luôn nha.
They have a boombox on the golf course. Đi coi đối pháo, đi 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 đi